Alex Mob là một mod của Minecraft, nơi thêm vào rất nhiều những loại động vật dựa trên ngoài đời hoặc trí tưởng tượng của con người. Đây có thể nói là một trong những mod về động vật có chất lượng cao nhất trong cộng đồng Minecraft, khi tất cả những con vật đều được xem xét kỹ lưỡng trước khi thêm vào để không bị quá xa so với chủ đề của Minecraft, nhưng lại đủ để người chơi có một trải nghiệm mới mẻ khi chơi. Và hôm nay, mình là WeeWooMaster69, xin cùng các bạn trên chuyến hành trình khám phá những sinh vật kỳ diệu của Alex Mob. Grizzly Bear, hay ở ngoài đời, chúng còn có cái tên là gấu xám Bắc Mỹ, là một con gấu màu nâu thường hay xuất hiện trong các biome rừng của Minecraft. Giống với bản tính hung hăng và hiếu kỳ ở ngoài đời, gấu xám là những sinh vật to lớn và mạnh mẽ, có sức mạnh vượt trội với bộ móng sắc nhọn của chúng đã được tiến hóa cho việc đào bới. Gấu xám trong Alex Mob thường xuất hiện theo bầy, và các bạn thường sẽ thấy 1 đến 2 con gấu trưởng thành đi kèm với những chú gấu con. Chính vì chúng hay xuất hiện với con của chúng, vậy nên hành vi của gấu xám là phòng thủ. Nếu người chơi nào không may đặt chân quá gần vào lãnh thổ của chúng, thì sẽ bị chúng tấn công. Mô phỏng theo đời thực, gấu xám là một sinh vật rất ham ăn và tò mò. Thức ăn ưa thích của chúng là mật ong và cá hồi hoang. Trong thực tế, chúng nghiện mật ong đến nỗi sẽ không để ý bạn làm gì. Và đây sẽ là một trong những cơ hội hiếm hoi để bạn có thể thuần phục chúng. Gấu xám sẽ tấn công những tổ ong có mật ong để ăn. Và sau khi chúng ăn xong, trên miệng của chúng sẽ xuất hiện vết mật ong. Đó chính là dấu hiệu cho các bạn biết đây chính là cơ hội tốt để thuần phục chúng. Bằng cách cho chúng ăn cá hồi hoang, các bạn sẽ có 30% cơ hội thuần phục được gấu xám. Vậy nên, hãy cố gắng chuẩn bị kha khá cá hồi nhé. Chính nhờ sự to lớn của chúng mà gấu xám gần như không thể bị đẩy lùi ra đằng sau bởi các đòn đánh thường. Và nếu người chơi có thể thuần phục chúng, thì gấu xám có thể cưỡi lên. Tuy nhiên, chính vì cái sự to lớn đó nên tốc độ di chuyển của chúng sẽ rất là chậm. Bù lại là khả năng gây sát thương đáng sợ của chúng lên những đối thủ mà gấu xám đối mặt. Vậy nên nếu các bạn có thể thuần phục được gấu xám, thì chúng sẽ là những trợ thủ đắc lực trong chuyến hành trình của các bạn. Những con gấu xám đã được thuần phục sẽ có khả năng rơi ra lông gấu trong vòng khoảng 1 đến 2 ngày trong Minecraft. Các bạn có thể dùng cái lông gấu này để pha chế thành thuốc chống đẩy lùi giống như bọn chúng. Và cuối cùng, ở một số biome tuyết, có thể gấu xám sẽ có những lớp phủ tuyết trên người chúng mà các bạn có thể gỡ bỏ bằng xẻng hoặc tự tay bỏ lớp tuyết lên cũng được. Mình nghĩ cái này chắc là chỉ cho đẹp mà thôi. Chi chẹo đất hay Roadrunner là một loại chim thường xuất hiện ở sa mạc hay khu vực đất xấu trong Minecraft. Chúng thường hay sống theo bầy đàn và là sinh vật trung lập, chỉ tấn công khi chúng bị tấn công. Nếu các bạn không cẩn thận mà tấn công nhầm một con ấy, thì có thể cả lũ xung quanh cũng sẽ lao vào đánh bạn đó. Chính vì môi trường sống đặc trưng ở sa mạc mà chúng có thể chạy rất nhanh trên những khu vực này, mặc cho việc di chuyển trên cát thường rất khó khăn với các sinh vật khác. Có thể là do cơ thể nhỏ nhắn của chúng đã thích nghi được với điều kiện này. Con mồi mà chúng thường xuyên đi săn sẽ là rắn chuông. Chúng sẽ tấn công tất cả những con rắn chuông nào tồn tại ở gần. Và dựa theo thực tế, chúng là kẻ săn mồi của ông bắp cày ký sinh. Vậy nên chi chẹo đất sẽ khiến cho ông bắp cày tránh xa ở bất cứ chỗ nào có chúng. Chi chẹo đất có thể được sinh sôi nảy nở bằng những con giòi rơi ra từ ruồi, giúp đảm bảo một lực lượng phòng vệ đáng kể trên sa mạc. Và nếu các bạn giết chúng, thỉnh thoảng chúng sẽ rơi ra một cái lông đặc biệt. Sử dụng những chiếc lông này, các bạn có thể chế tạo ra giày chạy nhanh trên sa mạc, giống với khả năng của chúng. Đôi giày này mình nghĩ sẽ thích hợp với những bạn nào xây base ở sa mạc. Rắn xương, đúng với cái tên gọi của nó, là một con rắn có kích thước lớn nhưng hoàn toàn chỉ có một khung xương giúp cho chúng di chuyển. Môi trường sống ưa thích của chúng là dưới dung nham, vậy nên rất có thể dung nham đã đốt đi hết phần lớn cơ thể của chúng, chỉ trừ lại bộ xương khô khốc ở trong. Rắn xương sẽ tấn công mọi thứ kể cả người chơi bởi vì nó là một dạng hostile mob. Và nó là kẻ thù của Wither Skeleton, chúng sẽ chủ động gây chiến với những bộ xương đen di động này để giết chết chúng. Rắn xương khi chết có thể rơi ra răng nanh của chúng, giúp các bạn chế tạo một loại thuốc, có thể nhìn xuyên lava
nhưng thực chất mình cũng không thấy cái thuốc này có tác dụng gì cho lắm. Chạy rong đuổi trên những đồng cỏ savanna là những chú linh dương nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn. Và phải nói thật với các bạn là chúng cũng không có gì quá đặc biệt ngoài thêm vào cho đa dạng số lượng mob mà thôi. Chúng hoàn toàn là những loài động vật hiền lành, đến nỗi mỗi khi bị đánh, chúng sẽ chạy đi theo cả đàn, chứ không quay lại đánh bạn đâu. Thỉnh thoảng khi các bạn giết chúng, các bạn sẽ có được cái sừng của linh dương. Và khi các bạn pha chế thuốc nó vào loại thuốc Speed 2 ấy, thì các bạn có thể nâng cấp nó lên thêm một lần nữa là Speed 3, giúp tăng tốc chạy của các bạn một cách đáng kể đấy. Ẩn nấp trong đầm lầy là một loại thú săn mồi bò sát mang tên cá sấu, với âm thanh gầm rú đặc trưng của chúng. Những con cá sấu này thật sự là nỗi ác mộng với những người chơi vô tình có chỗ spawn đầu ở đầm lầy, vừa bị giới hạn tầm nhìn bởi sương mù dày đặc và vừa bị khuất bởi đám cỏ dại cao quá đầu người. Chúng sẽ luôn tấn công những người chơi nào vô tình tới gần bằng cách cắn họ, kéo họ xuống nước và thực hiện động tác xoay tròn mô phỏng theo cá sấu ở ngoài đời thật. Tuy nhiên, nếu nhanh chóng cho chúng ăn thịt thối, cá sấu có thể dừng tấn công và thậm chí là đẻ trứng ở trên bờ. Nếu người chơi ở gần quả trứng đó khi nở, thì những con cá sấu con sẽ tin tưởng người chơi và không tấn công họ. Tương tự như rùa trong Minecraft, cá sấu con khi hóa thành cá sấu lớn sẽ rơi ra một cái vảy, giúp các bạn có thể làm giáp người để bơi nhanh hơn dưới nước. Và ngoài ra, cái miếng vảy đó có thể dùng để chế tạo cuốn sách hướng dẫn về Alex Mob ở trong game. Ruồi là loại côn trùng xuất hiện ở khắp mọi nơi trong Minecraft, đúng như ở phiên bản ngoài đời của nó. Ruồi thường bay lung tung và có đặc điểm là rất thích ăn thịt thối. Chính vì vậy, những con zombie thường là những mục tiêu của ruồi và hay bị tấn công tới lúc gần chết. Mặc dù trên thực tế, chúng là một loại côn trùng phiền phức, nhưng trong Minecraft nó hoàn toàn vô hại và chúng có thể được nhân giống bằng thịt thối và cũng sẽ là một phương pháp hữu hiệu để ngăn chặn zombie. Khi giết, ruồi sẽ rơi ra một thứ gọi là giòi để có thể làm thức ăn cho các động vật khác, hoặc chính người chơi cũng có thể ăn chúng luôn như một phương pháp khẩn cấp. Ew. Và cũng giống như ở ngoài đời, nhện là một loài sinh vật chuyên ăn các loại côn trùng, và trong Alex Mob, ruồi cũng sẽ là nạn nhân của lũ nhện trong Minecraft. Chim ruồi là một sinh vật thường được tìm thấy ở các cánh đồng hoa, rực rậm và rừng hoa hướng dương. Chúng là những sinh vật bé nhỏ thường được trông thấy đang thụ phấn cho các loài hoa để tăng tốc độ phát triển của chúng. Chim ruồi có thể sinh sôi nảy nở bằng các loại hoa khác nhau để phục vụ mục đích tăng trưởng hạt giống. Và nếu các bạn có thể xây dựng một cái lồng và cho thức ăn vào đó hàng ngày, thì chúng sẽ không bay đi quá xa và luôn có mặt ở gần các nông trại của bạn, giúp tăng quá trình phát triển của cái nông trại đó. Cá voi sát thủ, đúng như tên gọi, là một sinh vật thú săn mồi trung lập với người chơi và chỉ tấn công khi bị tấn công. Với kích thước lớn và tồn tại ở những biome biển lạnh sâu, cá voi sát thủ sẽ quả thật là một khung cảnh tuyệt vời với các bạn để có thể quan sát trong quá trình chơi. Nếu các bạn yêu thích biển và hay xây những cái base gần biển, thì cá voi sát thủ có thể sẽ đem lại lợi ích cho các bạn khi chúng rất là hung dữ với các loại động vật xung quanh và đặc biệt là các mob ở dưới nước như là Guardian hay các loại cá khác. Và cũng giống như ngoài đời, mục tiêu chủ yếu của chúng là các loài động vật như là hải cẩu hay là cẩu bắc cực. Nếu người chơi có thể bơi cùng với cá voi sát thủ, thì người chơi sẽ nhận được một bùa lợi giúp tăng tốc độ đánh ở dưới nước, rất có lợi cho những cuộc tấn công và những đền thờ.
Và với các bạn thì cá voi sát thủ có lẽ sẽ là một người bạn đồng hành đắc lực trong những lần khám phá đại dương, nếu các bạn có thể kéo chúng đi theo mình. Sunbird được lấy hình mẫu dựa trên phượng hoàng lửa nguyên mẫu ở ngoài đời, khi bản thân chúng chính là hiện thân của những ngọn lửa mặt trời rực sáng trên những biome núi cao của Minecraft. Sunbird luôn có một effect đặc biệt dành cho những người chơi sở hữu đôi cánh Elytra. Khi bay qua nó, người chơi sẽ được hưởng một thứ bùa lợi đặc biệt, giúp việc bay trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Nhưng đổi lại, nếu ai dám thách thức sinh vật cấp cao này thì sẽ phải chịu sự trừng phạt của một thứ bùa hại, khiến người chơi rơi xuống nhanh hơn rất là nhiều và không thể nhảy được. Sunburst sẽ luôn bay quanh một cái beacon đang phát sáng, giúp cho các bạn có thể giữ chúng ở những địa điểm cố định để tiện cho việc dùng đôi cánh Elytra bay qua những chỗ đó để lấy bùa lợi. Và điểm đặc biệt là Sunburst chính là hiện thân của mặt trời, vậy nên chúng sẽ luôn miễn nhiễm với tất cả những thứ gì liên quan đến lửa. Thậm chí, chúng sẽ đốt cháy những mob undead khi ở dưới Sunburst bởi vì bản thân chúng chính là ánh sáng của mặt trời. Gorilla hay khỉ đột là những sinh vật trung lập mạnh mẽ sống ở trong khu vực biome rừng rậm của Minecraft theo bầy đàn. Chúng thường sẽ có một con đầu đàn với bộ lông trên lưng màu bạc, khác biệt so với những con khỉ đột còn lại, như kiểu đó là con đầu đàn. Gorilla rất hay cắn những lá cây xung quanh để tìm chuối. Tận dụng chính sự đam mê không ngừng nghỉ của chúng về thứ trái cây kỳ diệu này, người chơi có thể thuần phục những con khỉ đột mạnh mẽ để khiến chúng trở thành những cô mai giết người điệu nghệ và cục xúc. Crimson Mosquito hay mình dịch là muỗi đỏ là những con côn trùng trông giống muỗi được tìm thấy ở dưới rừng lá đỏ của Nether. Với bản chất tự nhiên của loài muỗi là chuyên đi đốt những sinh vật máu nóng để hút máu, thì muỗi đỏ trong Alex Mob cũng vậy, chúng sẽ luôn tìm kiếm những sinh vật để đốt, và tất nhiên người chơi cũng không là ngoại lệ. Khi chúng hút máu xong, cái phần bụng của chúng sẽ trở nên phình to và người chơi có thể giết chúng trong giai đoạn này để có được đồ rơi ra đặc biệt là cái túi máu của chúng. Cái túi máu này có thể sử dụng để craft thành một khẩu súng đặc biệt, có thể dùng máu để làm đạn. Mặc dù tầm đánh của nó khá là ngắn, nhưng mà ít ra nó thú vị, đúng không? Và vì một lý do kỳ lạ nào đó, nếu một con ruồi vô tình bay vào Nether, thì nó cũng sẽ trở thành một con Crimson Mosquito sau một thời gian nhất định. Mình cũng không hiểu logic này cho lắm, nhưng mà thôi kệ. Rattlesnake hay ở tiếng Việt là rắn đuôi chuông là một loại rắn chuyên sinh sống ở những khu vực sa mạc khô cằn trong Minecraft. Đúng với tên gọi của chúng và giống với ở ngoài đời, rắn đuôi chuông có một cái đuôi có thể sử dụng như một cái chuông để cảnh báo những gì nguy hiểm đang tiến lại gần chúng. Rắn đuôi chuông là sinh vật phòng thủ. Khi người chơi đến quá gần, chúng sẽ tấn công người chơi. Đòn tấn công này sẽ gây ra hiệu ứng độc cho người chơi trong một vài giây. Và nếu các bạn không cẩn thận, có thể nó sẽ là nhát cắn chí tử ấy. Rắn đuôi chuông khi chết sẽ rơi ra cái đuôi của chúng, tất nhiên rồi. Cái đuôi này sẽ có rất nhiều công dụng trong cái Alex Mob. Chủ yếu là các bạn sẽ dùng nó để làm thuốc chống độc cho người chơi, để tạm thời miễn nhiễm với các loại sát thương độc từ các quả anh như kiểu nhện. Hoặc là các bạn có thể dùng chúng để chế tạo ra đôi lục lạc Maracas để có thể lắc cho vui. Endergrade được mô phỏng theo loài gấu nước ở ngoài đời với khả năng sống sót tại những khu vực có điều kiện sinh sống khắc nghiệt bậc nhất. Chúng được cho là những sinh vật bất tử với khả năng tồn tại ngay cả trong môi trường chân không. Và Endergrade trong Alex Mob cũng vậy. Chúng là những sinh vật trôi nổi trong The End và to hơn rất nhiều so với ngoài đời, bởi vì không có thú săn mồi đặc thù cho chúng khi ở Overworld. Endergrade trong Alex Mob có thể bị dụ bởi quả Chorus Fruit hay tiếng Việt gọi là quả điệp khúc ấy. Chúng sẽ bay từ trên cao xuống đi theo bạn. Endergrade có thể được nhân giống bằng quả điệp khúc này và thậm chí có thể cho các bạn cưỡi nếu các bạn chế tạo quả điệp khúc gắn trên một cái cần câu giống như các bạn cưỡi lợn vậy.
Mặc dù chúng bay khá chậm trên không trung, nhưng đặc điểm của chúng vẫn là có thể bay được. Vậy nên Ender Grid vẫn tỏ ra hữu dụng trong khá nhiều trường hợp. Hammer Hedgehog hay cá mập đầu búa là một sinh vật sống tại vùng biển ấm của Minecraft. Trên lý thuyết, chúng là động vật chuyên ăn xác và trong Alex Mob cũng vậy. Chúng sẽ chỉ tấn công những mục tiêu nào còn thấp hơn một nửa tổng số máu hiện có. Và cá mập búa sẽ không tấn công người chơi, bởi vì trên thực tế chúng khá là vô hại với loài người. Thường chỉ ăn những con cá nhỏ bởi vì miệng của chúng không đủ rộng để tấn công con người. Thỉnh thoảng khi tấn công, chúng sẽ rơi ra chiếc răng nanh của mình và các bạn có thể dùng nó để chế tạo mũi tên đặc biệt giúp bay nhanh hơn dưới nước. Và thậm chí nó sẽ gây nhiều sát thương hơn với những sinh vật sống ở dưới nước. Cái này chắc là thích hợp với những bạn nào làm base ở dưới biển. Lobster hay tôm hùm là những sinh vật thường được tìm thấy ở các biome biển trong Minecraft. Về cơ bản, chúng là những sinh vật vô hại với người chơi, nhưng chúng sẽ tấn công những loại mob hostile khi ở gần. Loại tôm hùm này thỉnh thoảng sẽ có những cái đột biến màu sắc khác nhau ấy, chắc là để trang trí cho đẹp với những công trình bể cá mà các bạn xây. Và chúng có thể được nhặt lên bằng xô nước bình thường. Khi giết thì chúng sẽ rơi ra một cái đuôi tôm và người chơi có thể nấu lên và ăn chúng như một món ăn. Rồng Komodo là những sinh vật bò sát to lớn nhất trên thế giới và trong Alex Mob chúng cũng không phải là ngoại lệ. Chúng sở hữu những hành vi hung dữ với tất cả những sinh vật nào ở gần, thậm chí chính cả đồng loại của chúng. Rồng Komodo sẽ ăn thịt những con rồng Komodo khác yếu hơn hoặc thậm chí ăn cả con của chúng. Rồng Komodo có thể thuần phục bằng cách cho ăn thịt thối, nhưng hãy nhớ rằng chúng ăn rất nhiều, gần như ăn cả một stack 64 cái một. Và nên để thuần phục một con, các bạn sẽ cần nhiều stack thịt thối trên người. Rồng Komodo có sát thương khá cao và những đòn đánh của chúng gây độc lên đối phương. Nhưng nếu các bạn đã thuần phục chúng thì yên tâm là chúng sẽ không làm gì bạn đâu. Thỉnh thoảng, rồng Komodo sẽ rơi ra cái chất nhầy của chúng để các bạn có thể chế tạo thành slime bomb hoặc là làm thuốc chống độc như đã nhắc đến ở trước. Và chúng có thể cưỡi được và có tốc độ di chuyển khá là nhanh. Capuchin Monkey hay khỉ mũ là một sinh vật linh trưởng sống trong khu vực biome rừng rậm của Minecraft. Khỉ mũ là những sinh vật trung lập và chúng chỉ tấn công khi chúng bị tấn công. Và chúng có thể được thuần phục bằng một thứ mà các bạn cũng đoán được ra rồi, đó là chuối. Khỉ mũ có thể mang được lên cơ thể người chơi và có đòn tấn công rất đặc biệt khi chúng liên tục ném ra những viên đá vào kẻ thù, gây một lượng sát thương khá lớn. Và nếu các bạn khám phá những ngôi đền trong biome rừng để phát hiện ra một thứ cổ vật có tên là phi tiêu cổ đại, thì những chú khỉ mũ sẽ còn có đòn tấn công đau hơn nếu bạn đưa cổ vật này cho chúng. Khỉ mũ có thể được hồi máu bằng những quả trứng, và chúng có thể nhân giống bằng giòi rơi ra từ ruồi, nhưng chúng chỉ có thể nhân giống khi các bạn đã thuần phục chúng thôi nhé. Thỉnh thoảng khi ăn chuối, khỉ mũ sẽ để lại vỏ chuối cho các bạn và các bạn có thể dùng cái vỏ chuối này để chế tạo thành một món ăn đặc biệt có tên là súp khỉ. Thật sự mình không khuyến khích ăn cái món này trong Minecraft lắm bởi vì lý do đã được các bạn hiểu rồi. Cave Centipede hay còn gọi là giết hang là một loại giết sinh sống ở những khu vực hang động sâu ở dưới đáy Minecraft. Chúng có bề ngoài rất dài và to. Tuy khá hiếm gặp nhưng chúng khá là nguy hiểm và có thể gây khả năng độc lên người chơi nếu bắt gặp họ đi vào lãnh thổ của chúng. Mục tiêu chính của những con rết này là những con rán hang động khác ở trong hang, nơi mà chúng sẽ đi săn. Nhìn chung thì chúng không có gì quá đặc biệt và nên tránh khi gặp thì tốt hơn. Khi giết thì rết hang sẽ rơi ra một hoặc nhiều hơn những cái chân của nó và chúng có thể được dùng để làm thuốc chống độc như đã nêu trước, hoặc có thể là một bộ giáp chân giúp các bạn có khả năng leo tường. Warp Toad hay cóc biến dạng là một loại cóc màu xanh mang trên người những tế bào nấm biến dạng, sinh sống ở những khu rừng nấm biến dạng trong Nether. Cóc biến dạng là những sinh vật trung lập, chỉ tấn công khi bị tấn công và mục tiêu ưa thích của chúng, như các bạn đoán, chính là ruồi và muỗi. Và khi tấn công, chúng sử dụng cái lưỡi dài của mình để gây sát thương lên kẻ thù. Tuy lượng sát thương này không lớn, nhưng chúng có tốc độ khá vượt trội nên sẽ luôn có lượng sát thương ổn định. Cóc biến dạng di chuyển bằng cách nhảy cóc xung quanh,
và chúng hoàn toàn có thể bơi trong nước, thậm chí là cả dung nham nóng chảy. Cóc biến dạng có thể thuần phục và nhân giống bằng một loại ấu trùng muỗi đặc biệt sinh ra từ món ăn ưa thích của chúng, chính là muỗi đỏ. Moose hay Nisun là những động vật to lớn với đặc điểm nhận dạng là cặp sừng vượt trội của chúng. Nisun hay được nhìn thấy ở những biome tuyết trong Minecraft. Chúng thường không tấn công ai cả, nhưng nếu có hai cá thể gần nhau, chúng sẽ bắt đầu đọ sừng để tỏ sự uy hiếp lên đối phương. Nisun sau 7 đến 10 ngày có thể rơi ra cặp sừng của chúng và chúng sẽ mất 3 đến 5 ngày để mọc lại. Những cặp sừng này có thể được sử dụng để làm bộ giáp đồ đặc biệt để tăng cái đẩy lùi cho mỗi đòn đánh. Nai sừng khi giết có thể rơi ra sườn nai, người chơi có thể nấu chúng và ăn như một món ăn bình thường. Nai sừng có thể được thuần phục và nhân giống bằng hoa bồ câu anh nếu như chúng không bỏ cái trò đấu sừng vô nghĩa này ra khỏi đầu. Mimikyu có bề ngoài khá giống với những con slime ở những thế giới khác nhau trong Minecraft và chúng thường thấy xuất hiện ở những thành phố NCT bảo vệ những khu vực này. Mimikyu có khả năng đặc biệt là mô phỏng những trang bị đã được dùng để tấn công nó. Những sát thương gây ra từ những trang bị này sẽ luôn nhiều hơn trang bị gốc một đam. Và Mimikyu khi chết sẽ rơi ra một cái gel đặc biệt, giúp người chơi có thể dùng nó để sao chép nguyên bản một thứ dụng cụ hoặc một bộ giáp nào đó, nhưng tất nhiên nó sẽ chưa còn khả năng sử dụng và cần được sửa chữa ngay lập tức bởi người chơi. Raccoon hay gấu mèo là một sinh vật xuất hiện ở các biome đồng cỏ trong Minecraft mô phỏng theo loài gấu mèo ngoài đời. Chúng là sinh vật trung lập và sẽ không tấn công người chơi nếu bị tấn công. Nhưng giống với ngoài đời, chúng sẽ có một số hành vi vừa khó chịu lại vừa dễ thương. Khó chịu ở chỗ là chúng sẽ lục lọi các dương chứa thức ăn để trộm đồ ăn trong đó. Còn dễ thương ở chỗ là nếu các bạn cầm trên tay một món đồ ăn thì chúng sẽ làm động tác ăn xin, khiến cho người chơi không kiềm chế mà phải ném thức ăn cho chúng. Gấu mèo có thể được thuần phục bằng một cơ chế rất đặc biệt. Chúng sẽ luôn rửa những quả trứng mà bạn ném cho chúng khi gấu mèo ở gần khu vực có nước. Và cứ mỗi lần như vậy, bạn sẽ có phần trăm thuần phục được chúng. Gấu mèo có một tập tính là ăn cắp vặt những NPC khác trong Minecraft. Những thứ chúng ăn cắp được có thể nhìn thấy ở trong miệng của chúng. Và trong quá trình chúng ăn cắp, chúng sẽ gây một sát thương lên cái NPC đó. Gấu mèo có thể được nhân giống một bánh mì. Và khi giết chúng, gấu mèo có khả năng rơi ra một cái đuôi. Cái đuôi này có thể tạo ra được một cái mũ tăng tốc chạy khi giữ phím Shift. Blobfish hay cá giòn nước là những con cá sống ở dưới đáy biome biển sâu của Minecraft. Về cơ bản, chúng chẳng có gì đặc biệt lắm trong cái mod này ngoài sự tò mò của những người chơi hiếu kỳ về ngoại hình xấu xí của chúng. Cá giòn nước sẽ biến thành một đống màu hồng nếu chúng không ở dưới bờ block nước. Và người chơi có thể cho chúng slime ball thường xuyên để chúng có thể sống trên cạn. Cá giòn nước khi ăn vào có thể gây hại cho người chơi bằng chất độc của chúng. Và nếu dùng chúng để chế tạo ra một món đồ đặc biệt gọi là dầu cá, các bạn có thể bay trên không trung khi trời mưa. Cái bắt nguồn này là từ một cái meme vớ vẩn trên internet bằng việc đổ dầu lên người để nổ giữa trời mưa. Mình không khuyến khích làm cách này cho lắm bởi vì nếu mà trời tạnh bầu phát thì các bạn sẽ rơi thẳng xuống luôn. Hải cẩu là những sinh vật lười biếng có thể tìm tới dọc bờ biển trong Minecraft. Chúng thường nằm im một chỗ và không làm gì cả, ngoài phát ra những tiếng kêu đặc trưng.
Chúng là sinh vật bị động và khi bị đánh thì cả đàn sẽ bỏ chạy xuống dưới nước. Chúng không hề tấn công lại người chơi. Hải cẩu có thể trao đổi với chúng bằng cá. Nếu người chơi cho chúng ăn ít nhất 3 con cá thì chúng sẽ bắt đầu đi tìm kho báu ở những vị trí gần đó để đáp trả lại cho người chơi. Và hải cẩu có thể được nhân giống bằng đuôi tôm hùm. Cockroaches, hay tiếng Việt chúng ta gọi là những con gián, là những sinh vật sống trong khu vực hang động tối tăm của Minecraft. Những sinh vật này thường sẽ cháy ánh sáng trong hang động, thậm chí cả những cái đuốc mà người chơi cắm ra, chúng cũng sẽ né tránh. Thỉnh thoảng các bạn sẽ thấy chúng đẻ ra trứng gián và sau một khoảng thời gian nhất định, một con gián sẽ chui ra từ quả trứng gián đó. Ew. Cơ bản thì chúng sẽ chỉ quan sát người chơi ở trong bóng tối và không dám tiếp cận lại gần. Tuy nhiên, nếu các bạn cho chúng ăn đường thì chúng sẽ thoải mái hơn và thậm chí còn có thể nhân giống chúng bằng cách này nữa. Khi chết, gián có thể rơi ra những cái mảnh cánh. Dùng cái cánh này, người chơi có thể pha chúng thành thuốc tránh nhện, rết và các sinh vật tương tự, đại khái là loài chân khớp trong Minecraft. Như các bạn thấy trong ví dụ này, mình đứng gần một cái spawner nhện mà không có con nào spawn ra cả. Nếu các bạn đưa cho chúng cái lục lạc chế tạo từ gián đôi chuông mình đã nói ở trước, thì chúng sẽ nhảy theo bài hát La Cucaracha, một bài hát trẻ con nổi tiếng kể về loài gián của người Mexico. Và nếu các bạn cho chúng thêm cả gel rơi ra từ Mimic Cube ấy, thì chúng sẽ như kiểu bị phê thuốc acid và đổi màu liên tục. Những bài hát này sẽ không dừng lại đâu nhá. Khá tiện lợi cho những bạn nào muốn xây nhà hàng Mexico trong Minecraft và muốn làm ban nhạc náo nhiệt. Khi ở dạng này, chúng khi chết sẽ có khả năng rơi ra cái mũ mà chúng đang đội. Nó chỉ đẹp thôi chứ nó không có gì đặc biệt cho lắm đâu. Shoebill hay cỏ mỏ dày là những sinh vật xuất hiện trong biome đầm lầy của Minecraft. Chúng đặc trưng bởi cái mỏ giống dày. Về cơ bản, chúng là những sinh vật bị động và khi bị đánh, chúng sẽ bay đi mà không tấn công lại người chơi. Cỏ mỏ dày có một chức năng rất đặc biệt là chúng được dùng để thay thế một cách câu cá. Khi chúng ở dưới nước, chúng sẽ có khả năng câu cá y hệt người chơi. Những thứ gì là cá thì chúng sẽ ăn và những thứ gì không phải là cá thì chúng sẽ ném lại. Cơ chế này được thiết kế để làm lợi ích cho người chơi bởi vì chúng ta có thể xây dựng một cái máy câu cá tự động khá là tiện như thế này. Người chơi có thể cho chúng ăn trứng cá sấu để tăng độ bắt cá và cho ăn cá giọt nước ở phiên bản 1.16.5 để tăng may mắn khi câu cá. Nó cũng tương tự như việc các bạn enchant cần câu vậy. Elephant hay voi là những sinh vật to lớn tung hoành trên những đồng cỏ savanna trong Minecraft. Về cơ bản, chúng chia làm 3 loại là có ngà, không có ngà và voi con. Và như các bạn có thể đoán được, chúng khá là nguy hiểm, nhất là loại có ngà. Voi là những sinh vật phòng thủ và chỉ tấn công khi chúng bị tấn công mà thôi. Và đừng dại gì tấn công chúng nhé, chúng có những đòn tấn công rất là đau đấy. Thỉnh thoảng, voi sẽ được nhìn thấy đang hái lá cây để tìm một loại hoa hiếm có tên là hoa keo, rơi ra từ những cái cây ở khu vực savanna. Loại hoa này cũng sẽ là thứ giúp người chơi thuần phục voi hoặc sinh sôi nảy nở cho voi. Với voi trưởng thành thì chỉ có voi không có ngà mới có thể thuần phục được. Còn với voi con thì loại nào cũng có thể thuần phục. Voi có thể được cưỡi và chúng có thể gắn hòm đồ lên để tăng chỗ chứa đồ. Và bản chất chúng vốn là những sinh vật khỏe mạnh. Vậy nên những con voi này sẽ luôn có những đòn tấn công khủng khiếp khi đã được thuần hóa bởi người chơi. Soul Vulture hay kền kền linh hồn là những sinh vật xuất hiện ở những thung lũng cát linh hồn trong Minecraft. Chúng là những sinh vật ăn xác chết trên lý thuyết, vậy nên chúng sẽ luôn bay quanh những khu vực có nhiều những bộ xương khổng lồ. Kền kền linh hồn trong Alex Mob sẽ luôn tấn công người chơi khi có cơ hội. Và theo những gì mình biết thì chúng sẽ hút một lượng máu của người chơi và cộng thêm lại cho chúng. Trong quá trình mình test thì mình chưa hiểu cái effect này có ý nghĩa là gì bởi vì nó ghi là Soul Steal nên mình sẽ giải thích thêm. Khi chúng chết mà đã hút máu người chơi thì chúng sẽ rơi ra một quả tim linh hồn. Người chơi có thể sử dụng quả tim linh hồn này để pha thành một loại thuốc giúp có khả năng tương tự kỳ kỳ linh hồn. Và sau khi test một hồi, mình nhận ra cái bản chất của nó
là một khái niệm mà chúng ta đã quá quen thuộc cho những game RPG nói chung. Đấy là Life Steal, tức là các bạn sẽ hồi lại một lượng máu khi đánh, hay còn gọi là hút máu ấy, chứ không phải là Soul Steal, như kiểu là gỡ một lượng máu của đối phương và biến nó thành máu ảo của mình đâu. Nghe khái niệm này hơi hiểu nhầm so với mình. Snow Leopard hay là báo tuyết là những sinh vật theo cái tên của chúng, chính là những con báo mà các bạn có thể tìm thấy ở những biome tuyết. Báo tuyết về cơ bản là vô hại với người chơi, nhưng chúng sẽ thường xuyên phát hiện đi săn hoặc rình mò các loại gia súc khác trong Minecraft như bò hay lợn hay cừu v.v. Khi tấn công, chúng sẽ rình từ phía sau, nhảy vào con mồi trước khi tiễn chúng về trời xanh. Điểm đặc biệt của báo tuyết là chúng có sẵn trong người khả năng rơi nhiều đồ hơn so với bình thường, vậy nên những mục tiêu chúng giết bao giờ cũng sẽ có rất nhiều đồ rơi ra. Vậy nên giữ chú ở cạnh để làm đồ tể gia súc cũng khá là vui đấy. Báo tuyết không thể thuần phục, nhưng chúng có thể được nhân giống bằng thứ mà chúng yêu thích nhất, đấy chính là sườn nai. Spectre. Spectre trên tiếng Việt là bóng ma chiến tranh. Còn ở trong Minecraft, chúng là những sinh vật trôi nổi tự do trong gen của Minecraft. Chúng là họ hàng xa của Phantom trong Overworld, nhưng trái với Phantom, chúng không gây hại cho người chơi, và người chơi cũng không thể gây hại cho chúng bằng những đòn đánh thường, và người chơi cũng không có lý do gì để làm vậy cả. Spectre bị thu hút bởi người chơi nào nắm trong tay một thứ gọi là trái tim linh hồn, rơi ra từ kiền kiền linh hồn như mình đã nói ở trước. Chúng sẽ bay xuống gần người chơi. Và lúc này, người chơi có thể dùng dây cương để bắt chú lại, như một phương tiện trôi nổi tự do bay giữa các hòn đảo trong DN. Các bạn cơ bản không thể điều khiển được chúng, nhưng này, ý ra nó tiện đúng không? Crow hay quạ là một sinh vật khá phiền phức nhưng cũng rất hữu dụng trong Alex Mob. Phiền phức ở chỗ là chúng sẽ có mặt ở gần như mọi nơi và tấn công vào nông trại của bạn. Những chú quạ này sẽ khiến cho tốc độ tăng trưởng của hạt giống bị chậm đi khá khá. Điều này có thể giải quyết bằng cách đặt một cái bí ngô đã được cắt ở gần, như vậy khiến chúng sẽ không thể bay lại được nữa. Quạ có thể được thuần phục bằng cách cho chúng ăn hạt giống bí ngô, và với phương Tây thì quạ là điều xui rủi. Nhưng với một thằng thực dụng thì chỉ cần nó có ích thì cái gì chúng ta cũng sẽ lấy, và không gì tốt hơn là cả một bầy quạ xung quanh như thế này. Thứ nhất, chúng có thể được ra lệnh để vận chuyển đồ đạc. Quạ sẽ vận chuyển các loại đồ có cùng hình ảnh với loại đồ gắn trên những chiếc dương như thế này, rất tiện cho làm một hệ thống phân loại đồ. Thứ hai, nếu chúng ta thuần phục được rất nhiều quạ thì chúng sẽ là một lớp lá chắn khá hữu dụng, bởi vì chúng sẽ gây một lượng sát thương vừa đủ để khiến mục tiêu không đổi sang lũ quạ. Và quạ có thể gây thêm rất nhiều sát thương lên những mob mang tính chất undead như là zombie chẳng hạn. Alligator, snapping turtle hay rùa cá sấu là những sinh vật tìm thấy ở biome đầm lầy trong Minecraft. Chúng sẽ tấn công bất cứ sinh vật nào tới gần lãnh địa của chúng. Vậy nên tốt nhất chúng ta nên cẩn thận né tránh chúng thì hơn. Bởi vì sinh vật này rất là đơn giản nên chúng thường chỉ nằm im một chỗ. Thỉnh thoảng cơ thể chúng sẽ bị xuất hiện những cái rêu mọc lên như thế này bởi vì chúng nằm im. Người chơi có thể dùng kéo để cắt chúng ra và sẽ có phần trăm rơi ra một mảnh mai rùa trên người chúng. Mảnh mai rùa này có thể được sử dụng để chế tạo ra giáp đầu rùa, giúp tăng một lượng đáng kể giáp và cho bạn khả năng thở dưới nước, y hệt như mũ rùa trong Minecraft. Mungus là những sinh vật kỳ lạ chỉ xuất hiện ở biome rừng nấm trong Minecraft. Chúng là họ hàng xa của hộ vệ và Strider, nhưng khác với hộ vệ, chúng không tấn công người chơi mà chúng chỉ đơn giản là đi xung quanh mà thôi. Mungus có thể được cho ăn nấm, khiến chúng mọc lên những cái nấm cùng loại trên người, tối đa 5 cái. Và nếu Mungus có nấm trên người và chúng nhìn thấy một cái nấm khác cùng loại ở gần, chúng sẽ phóng ra một tia sáng giống như hộ vệ, biến cái nấm kia thành nấm khổng lồ và giảm đi số lượng nấm trên người vì chúng đã tiêu tốn năng lượng.
Nếu giết chúng khi có 5 cây nấm trên người, chúng sẽ phát nổ và biến khu vực xung quanh thành một khu vực có thể trồng được nấm, tương tự như biome rừng nấm trong Minecraft. Và các bạn nhớ là phải đánh vào cái túi phía sau lưng thì chúng mới có thể hoạt động. Ở phiên bản 1.16.5, nếu cho chúng ăn khoai tây độc ấy, thì chúng sẽ rũ bỏ hết đống nấm trên người đang có để chuyển sang loại khác. Nhưng mình test cả mấy lần thì nó đều bị lag, nên các bạn đừng làm như vậy nhé. Nếu cho chúng ăn súp nấm thì chúng sẽ sinh sôi nảy nở để tạo ra một con Mungus khác. Mantis shrimp hay tôm tít là một loại tôm sống ở những vùng biển ấm trong Minecraft. Chúng có hình dáng đặc trưng là rất dài và hai cái cẳng tay cọp lại giống như những con bọ ngựa. Vậy nên tên của chúng có chữ mantis trong đó. Chúng sẽ bơi xung quanh và luôn tấn công những con cá nhỏ hơn vì đó là nguồn thức ăn chính của chúng. Tôm tít có thể được thuần hóa bằng 10 đến 30 con cá nhiệt đới. Vậy nên các bạn sẽ cần chuẩn bị kha khá nguồn cung cá đó. Khi thuần hóa rồi thì chúng có thể lên bờ để sinh sống. Và các bạn có thể đưa cho chúng một cái xô nước để chúng có thể sống vĩnh viễn trên cạn mà không bị lo mắc cạn. Tôm tít về cơ bản sẽ hành xử như một con mob bình thường, nhưng điều đặc biệt nhất của chúng chính là khả năng phá block. Nếu các bạn đưa cho chúng những cái block cố định thì chúng sẽ dần dần phá hết đống block đó. Mình có thử cho nó phá bedrock nhưng có vẻ nó không phá được nên là chịu rồi. Tôm tít có thể được nhân giống bằng nuôi tôm hùm và chúng cũng là một vật nuôi khá đẹp với bề ngoài màu mè của chúng. Guster là những linh hồn trả thù lang thang trong biome sa mạc trong thời tiết bão tố. Chúng là những lốc xoáy cát sinh ra từ sự thù hận và luôn tìm kiếm sự trả thù lên tất cả những sinh vật xung quanh. Guster sinh ra từ nguồn cát gần đó, vậy nên tùy từng khu vực chúng sẽ có màu sắc khác nhau. Guster tuy rất mạnh nhưng chúng lại khá mỏng manh và có thể dễ dàng bị giết. Tuy vậy thì người chơi đừng chủ quan khi chúng có thể kháng những thứ gì bắn vào người như tên. Chúng có thể ném người chơi lên không trung và ném cát vào người chơi nữa. Khi giết thì chúng sẽ có phần trăm rơi ra con mắt bão tố của chúng, nơi người chơi có thể chế tạo ra một trong hai thứ đồ khá là hay ho. Thứ nhất đó chính là túi cát. Nó là một thứ vũ khí mà các bạn có thể sử dụng cát làm đạn để bắn vào đối phương. Thứ hai là một cái block mà chúng ta có thể cung cấp điện năng redstone cho nó. Nó sẽ phóng ra một cái luồng gió để các mob đi ra xa, và thậm chí là nó có thể dùng để vận chuyển các item đi xung quanh, khá thích hợp cho những bạn nào muốn tận dụng cái cơ chế này. Straddler và Strapple. Với Straddler thì nó là một sinh vật có hạng với Strider trong Minecraft. Nhưng khác với chúng, những sinh vật này sẽ tấn công người chơi khi tới gần. Chúng sẽ dùng tóc của mình để ném ra những con Strapple về phía người chơi, gây sát thương và thậm chí có thể gây lag cả game nữa. Straddler khi giết có thể rơi ra một loại khoáng sản hiếm. Loại khoáng sản này sẽ giúp người chơi chế tạo một cái ván lướt trên lava rất là nhanh, nhưng chúng cũng rất nguy hiểm nếu không sử dụng đúng cách. Còn Strapple thì người chơi có thể nhặt chúng lên bằng xô lava trước khi chúng biến mất. Và chúng không có công dụng gì khác ngoài để cho đẹp bể cá khi chúng có thể sống dưới nước. Và nếu các bạn cho nó ăn ấu trùng muỗi đỏ thì chúng sẽ biến thành bố của chúng, là con Straddler ấy. Mình không hiểu để làm gì lắm nhưng mà nó hay đúng không? Đà điểu emu là một loại chim to lớn đặc biệt trong Minecraft, chạy rông ở những vùng sa mạc hay savanna. Chúng có bề ngoài rất to và đặc trưng nên người chơi có thể dễ dàng nhận ra chúng. Chúng là sinh vật trung lập và thỉnh thoảng sẽ tấn công người chơi khi bị tấn công hoặc là chúng sẽ bỏ chạy.
Đà điểu Emu có một đặc trưng là chúng sẽ có phần trăm không bị dính bởi tên. Cái này là bắt nguồn từ một sự kiện lịch sử khi mà quân đội Úc lúc đó đã cố gắng kiểm soát số lượng đà điểu Emu khi sử dụng súng, nhưng bằng một cách vi diệu nào đó, chúng vẫn né tránh và sống sót. Chính nhờ điều này, đà điểu Emu rất ghét cung tên và thỉnh thoảng chúng sẽ tấn công lũ skeleton. Đà điểu Emu thỉnh thoảng sẽ rơi ra trứng và người chơi có thể nhặt lên và nấu như món ăn bình thường. Khi giết thì đà điểu Emu có rơi ra một cái lông và sử dụng chúng, các bạn sẽ có thể chế tạo ra được một cái quần giúp các bạn có khả năng y hệt đà điểu Emu và thỉnh thoảng sẽ né được tên bay vào người. Platypus hay thú mỏ vịt là một động vật kỳ quặc cả ở ngoài đời lẫn trong Alex Mob. Người chơi sẽ thường thấy chúng ở những khu vực có sông ngòi chảy qua. Giống với những sinh vật nhỏ nhắn dưới nước khác, thú mỏ vịt có thể nhặt lên được bằng xô nước và mang chúng đi sang chỗ khác. Chúng sẽ có một cơ chế rất thú vị, đó là nếu cho chúng ăn đá đỏ, chúng sẽ bắt đầu tìm kiếm những con giòi ở trong những cái khối đất sét gần đó, khiến chúng trở thành một trong những cách farm con giòi rất là hiệu quả. Và thú mỏ vịt có thể được nhân giống một đôi tôm, giống với các sinh vật dưới biển khác trong môn này. Drop bear hay gấu nhảy là những sinh vật giống gấu, giống quỷ bám trên trần của thế giới Nether. Chúng khi thấy người chơi đi ngang qua sẽ nhảy từ trên cao xuống và gây một lượng sát thương lên người chơi và tấn công người chơi nữa. Khi giết drop bear thì chúng có phần trăm rơi ra cái móng vuốt của chúng. Các bạn có thể dùng nó để thay cho sắt khi làm đồ đánh lửa. Hoặc có thể dùng nó để chế tạo một loại thuốc giúp các bạn có khả năng leo trần y hệt chúng. Tasmanian Devil hay quỷ Tasmania là những sinh vật thuộc họ chuột có túi, tìm thấy ở những biome rừng gỗ tối trong Minecraft. Chúng rất thích ăn thịt thỏ và thịt gà, và khi một con trong số chúng đi săn thì tất cả những con còn lại cũng vậy. Và mình phát hiện ra là chúng còn drop cả xương khi giết thịt gà và còn spawn ra cả bone meal nữa cơ. Khi chúng được cho ăn thức ăn ưa thích của chúng là thịt thối thì chúng sẽ hú lên một phát và đuổi hết tất cả những con mob hostile đang lao đến. Chúng có thể được nhân giống bằng tất cả các loại thịt nhưng không thể thuần phục được. Kangaroo hay chuột túi là những sinh vật nhảy nhót đặc trưng trên vùng đồng cỏ savanna hay đất xấu trong Minecraft. Thỉnh thoảng các bạn sẽ bắt gặp chúng giữ con nhỏ trong chiếc túi của chúng. Chuột túi là sinh vật trung lập và chỉ tấn công khi bị tấn công. Chúng có những đòn đánh có thể nói là rất buồn cười và khi các bạn chưa nhìn thấy bao giờ, như là đấm hay nhảy vào mặt. Chuột túi có thể nhận giống bằng cỏ và có thể thuần phục bằng rất nhiều cà rốt. Chuột túi khi thuần phục thì các bạn có thể ấn vào chúng để mở kho đồ của chúng ra. Chúng có thể trang bị vũ khí như là kiếm, mặc giáp đầu và thân, và thậm chí có thêm một chút rau củ để khi hết máu chúng có thể hồi lại được. Và chính sự đặc trưng này, một binh đoàn chuột túi là hoàn toàn có thể với những sang bị xịn sò nhất để chinh phục toàn thế giới. Cá nhà táng là một sinh vật rất vĩ đại, sinh sống ở dưới đáy những biển biome sâu nhất trong Minecraft. Chúng khi bắt gặp sẽ quả là một cảnh kỳ diệu cho người chơi có thể chiêm ngưỡng về độ to của chúng. Cá nhà táng sẽ đi săn những con mồi ưa thích của chúng mà các bạn có thể đoán ra được, đó chính là mực. Và chúng có một cách săn rất đặc biệt là dùng sóng âm để định vị con mồi.
Thỉnh thoảng khi chúng cắn, chúng sẽ rơi ra một cái răng của chúng để sử dụng cho việc chế tạo đồ đặc biệt. Và đôi khi những lúc trời mưa, người chơi có thể bắt gặp chúng nằm trên bờ do bị sóng đánh lên như thế này. Và nếu đẩy chúng xuống nước, người chơi có thể được trả ơn bằng một loại item rất đặc biệt ở ngoài đời có tên là Long Diên Hương, một thứ vật liệu đắt tiền chỉ có thể sản xuất trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng. Vật phẩm đắt tiền này có thể được bán cho dân làng với giá 20 ngọc lục bảo, hoặc có thể dùng để làm nguyên liệu đốt. Nhưng tốt nhất là hãy dùng nó để chế tạo một cái item đặc biệt khác, đó chính là máy dò tìm hang động. Sử dụng máy dò tìm hang động này, người chơi sẽ tìm được ra cái khu vực có hang gần nhất. Và nó có thể được nâng cấp lên thành máy dò tìm cổng The End trong Stronghold nếu các bạn không thể tìm được. Leafcutter Ant, hay kiến sen lá, là những con kiến sinh sống trong một cái tổ ở biome rừng rậm trong Minecraft. Chúng sẽ chia thành hai loại kiến, một là kiến thợ, là những con kiến đang chăm chỉ làm việc mà các bạn có thể nhìn thấy. Chúng sẽ xén lá và đem về tổ. Loại kiến thứ hai là kiến chúa, chỉ có thể gọi ra bằng cách dẫm đạp lên tổ kiến mà thôi. Nó to hơn kiến thợ và nếu nó chết thì tổ kiến này cũng sẽ chết theo. Kiến xén lá vốn cắt lá để tạo ra một loại nấm rất quý ở bên dưới. Và nếu người chơi ăn chúng, sẽ được hồi lại rất nhiều máu. Nhưng cẩn thận là nếu lấy chúng mà không cho lại tổ kiến cái gì, thì chúng sẽ nổi giận và đánh bạn. Điều này có thể được loại bỏ bằng cách đặt một cái nấm phát sáng ở bên cạnh. Như vậy thì lũ kiến sẽ không đánh người chơi nữa. Thỉnh thoảng khi đào đất thì các bạn sẽ tìm được một cái ấu trùng. Cái ấu trùng này sẽ được sử dụng để bắt đầu một tổ kiến mới ở vị trí mà các bạn muốn. Ender Realphage, hay thực khuẩn thể, là một sinh vật virus chuyên ký sinh trên các loại virus khác. Như ở trong Alex Mob, chúng là những sinh vật có hình thù kỳ dị bay trôi nổi trong The End. Ender Realphage là sinh vật trung lập, nhưng chúng chủ yếu tập trung giết những con gấu nước hay nếu người chơi tấn công chúng. Khi đó, chúng sẽ tiêm nhiễm vào những sinh vật này một thứ gọi là bệnh cúm mùa Ender. Bệnh cúm mùa Ender nếu không được chữa kịp thì sau 10 phút vật chủ sẽ chết và những con Ender Realphage con khác sẽ được sinh ra. May mắn cho người chơi thì việc chữa khỏi nó cũng rất đơn giản thôi, hoặc là ăn quả điệp khúc hoặc là uống sữa, bởi vì sau cùng nó chỉ là một dạng status effect mà thôi. Sau khi tiêm nhiễm xong thì con mắt Ender trên đầu chúng sẽ bị vỡ và chúng sẽ tìm những Enderman xung quanh đó để tấn công nhằm mục đích phục hồi con mắt. Nếu các bạn để ý kỹ thì trên đầu chúng sẽ luôn có một con mắt Ender đấy. Khi chúng chết, chúng sẽ rơi ra một item đặc biệt có tên là Capsid. Khối Capsid có thể được sử dụng để trưng bày đồ đạc trong đó, hoặc dùng nó để vận chuyển đồ theo hướng đi đường thẳng lên phía trên. Chúng cũng có thể được dùng để làm ra tên lửa thay thế cho tên lửa bình thường trong Minecraft, thứ vốn dùng để bay Elytra. Hoặc chính chúng cũng có thể dùng để tạo ra lũ Ender Realphage mới bằng cách đặt một block đó lên phía trên Endrod và nhét vào trong đó một con mắt Eye of Ender thì một Ender Realphage mới sẽ được sinh ra. Bald Eagle hay đại bàng đầu trắng là sinh vật sống trên những ngọn núi cao của Minecraft. Chúng rất khó để tiếp cận bởi vì luôn bay cao. Nhưng nếu có thể thuần phục được chúng bằng dầu cá thì người chơi sẽ hưởng lợi rất nhiều. Chúng có thể được thuần phục và sử dụng như một đôi mắt dò tìm, hoặc đơn giản là một mob tấn công bình thường trong Minecraft.
Nếu người chơi có thể chế tạo được găng tay đại bàng, thì có thể đưa chúng lên tay như những người chơi chim thực tụ và điều khiển chúng để tấn công những mob khác. Nói thật là điều khiển nó hơi khó một chút, nhưng về cơ bản là vẫn ok. Mình thì không thích con đại bàng kiểu này lắm, bởi vì nó như kiểu đang nhồi nhét tự do, dân chủ vào đầu mình ấy. Hổ là những sinh vật sống trong rừng tre của Minecraft. Chúng là những thú săn mồi siêu hạng và có thể rình con mồi từ khoảng cách rất là xa. Khi con mồi đã bị chúng ngắm, chúng sẽ tàng hình theo nghĩa đen và để lại một đôi mắt báo hiệu như Rengar trong LOL, và chúng sẽ nhảy vào con mồi đó để kết liễu. Hổ bình thường vốn là sinh vật phòng thủ và chỉ tấn công khi người chơi lại gần. Nhưng nếu cho chúng ăn đồ ăn ưa thích của chúng là thịt gà, thì chúng sẽ ban tặng cho người chơi một thứ bùa lợi giúp không bị tấn công. Về cơ bản, chúng là những sinh vật mạnh mẽ và kiêu hãnh. Có 1% rất nhỏ là hổ con sẽ là màu trắng, một loại đột biến gen hiếm của dòng hổ. Tarantula Hawk hay ong bắp cày ký sinh là một trong những sinh vật dị hợm của Alex Mob sống trong những khu vực sa mạc của Minecraft. Nhìn chúng thì có vẻ kinh dị là vậy, nhưng chúng lại là những sinh vật trung lập, chỉ tấn công người chơi khi bị tấn công mà thôi. Chúng có một kẻ thù tự nhiên yêu thích mà lấy nguyên mẫu ở ngoài đời, đó chính là nhện. Ong bắp cày ký sinh sẽ tấn công tất cả những con nhện trong phạm vi chúng nhìn thấy và khiến cho chúng bị tê liệt và nằm xuống, khiến cho ong bắp cày ký sinh trở thành một lá chắn tuyệt vời giữa những con nhện đáng sợ. Ong bắp cày ký sinh có thể được nhân giống bằng mắt nhện, nhưng chúng sẽ không đẻ luôn, mà chúng sẽ đi tìm con nhện khác, chôn chúng xuống đất, và từ vị trí đó một con ong bắp cày ký sinh khác sẽ hiện ra ở dạng ấu trùng, đúng với cái tên gọi của nó. Ong bắp cày ký sinh khi chết sẽ rơi ra những chiếc cánh, dùng những chiếc cánh này để nâng cấp Elytra để tăng thêm lượng giáp, cũng như giúp người chơi bay dễ hơn. Rap Mosco là con boss đầu tiên trong Alex Mob mà các bạn có thể triệu hồi và giết. Để triệu hồi nó thì rất là đơn giản thôi, chúng ta sẽ cầm một con Mungus trong nether như thế này. Và các bạn nhớ là phải đúng loại không có nấm trên người nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cho nó ăn rất nhiều nấm biến dạng để nó mọc đầy người. Và cuối cùng để con muỗi đỏ hút máu nó. Và nó sẽ lên cơn và triệu hồi ra con mini boss như thế này. Cơ bản nó cũng chỉ như một cái bullet sponge mà thôi. Nó có đòn tấn công mạnh, nhưng mà các bạn nếu có trang bị đầy đủ thì cũng dễ dàng hạ gục nó. Nó không gì đặc biệt cho lắm, bởi vì Minecraft mà. Phần thưởng cho các bạn là một khẩu súng nâng cấp từ khẩu súng bắn máu mình đã nói ở trước. Và chỉ có thế thôi. Void Worm hay sâu hư không là con boss thứ hai mà các bạn có thể triệu hồi. Và như cái tên của nó, chắc các bạn cũng biết cần triệu hồi nó ở đâu rồi đó. Chính là The End của Minecraft. Chúng ta sẽ cần một chút sự chuẩn bị. Trước hết, chúng ta sẽ cần một cái capsid rơi ra từ con Enderiophage như mình đã nói ở trước. Tiếp theo, chúng ta sẽ cần một cái ấu trùng muỗi đỏ từ con muỗi đỏ mà các bạn giết. Sau đó, bỏ ấu trùng muỗi đỏ vào trong cái capsid và chờ đợi đến khi nó sinh ra một con sâu con. Và cuối cùng, ném con sâu con vào hư không để triệu hồi sâu hư không.
Sâu hư không là một sinh vật tồn tại trên nhiều chiều không gian. Điều đó lý giải cho việc chúng có thể liên tục tạo cổng thông sang bất cứ chỗ nào mà chúng muốn. Và khác với con mini boss kia, con boss sâu hư không này hoàn toàn không để đùa. Chúng có những sát thương rất khó chịu ngay cả khi các bạn có những bộ giáp khỏe nhất. Vậy nên hãy chuẩn bị và gọi thêm bạn bè đến đánh nó. Khi đánh sâu hư không, hãy cố gắng nhắm vào đầu của chúng. Bởi vì nếu nhắm vào những chỗ khác, chúng sẽ tách ra làm nhiều con sâu nhỏ hơn và bắn thêm nhiều đạn về phía người chơi. Bởi vì bản chất chúng là những con sâu, và nếu các bạn chơi Terraria thì những con boss kiểu dạng worm ấy, chúng hay có thói quen tách ra thành nhiều phần và gây khó chịu cho người chơi. Khi chết thì những con sâu hư không này sẽ rơi ra hai thứ. Một là cặp hàm của chúng, nơi mà người chơi có thể tạo thành một cái cúp để treo tường cho đẹp. Hoặc nếu có thể gắn nó vào đá đỏ thì nó sẽ như một cái bẫy gây sát thương lên các sinh vật đi vào. Cái thứ hai khi chúng rơi ra sẽ là cái mắt. Cái mắt này sẽ dùng để chế tạo một cái cuốc chiều không gian. Chúng không thể sử dụng để mine, nhưng lại có thể sử dụng để mở một cánh cửa để trở về điểm spawn của người chơi. Và hãy cẩn thận nhé, chúng chỉ có thể sử dụng được tối đa 20 lần mà thôi. Cho đến nay thì Alex Mob đã phát triển lên phiên bản 1.18 và thậm chí còn thêm vào rất nhiều những loại mob khác. Nhưng với mình thì có lẽ phiên bản 1.16.5 vẫn sẽ luôn là phiên bản hay nhất của Minecraft. Vậy nên mình sẽ chỉ update nó ở đây thôi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đây quả thật là một video rất dài và rất khó để làm. Nhưng nó cũng thật sự rất vui khi mình đã có thể làm ra nó. Nếu các bạn muốn thì hãy tham gia vào Discord của mình. Mình không chỉ làm mỗi về Minecraft đâu mà chúng ta còn có cả một cộng đồng về pixel art nữa đó. Mình là WeeBooMaster69. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở một video khác nhé.